từ hai người tự như nhau á, là nên hai người tự như nhân ý là một trong hai thôi, không biết. Nhưng bạn, bạn chả có chức năng đặc biệt gì cả. Bảo vệ, mỗi đêm thức dậy, bạn sẽ bảo vệ một người hoặc bảo vệ bản thân của mình. Tiên tri, mỗi đêm thức dậy sẽ soi một người, xem họ có phải là sói hay là dân. Ma sói, mỗi đêm thức dậy và đi thịt. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hi Ha đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với gọi là series Ai là ma sói tập thứ 3. Thì hôm bữa tập mình làm mới tập 2 giờ mình ngừng hơi lâu rồi, các bạn kêu mình tại sao anh không làm tiếp tập tiếp theo của Ai là ma sói nữa. Đó là hôm nay chúng ta đã vẫn như một đội hình rất là cũ. Chúng ta đã có Huy Núc, Gai Ghiêu, Tô Gà, Tô Cu, rồi Anh Bẹo nè và Buron Kanjaki. Yo. Thì đây mọi người. Mọi người có cần đọc cái này lại không? Không. Không. Quá dễ, quá dễ. Không ai rảnh đọc đâu. Mấy bạn OG thì đừng có nhắn lộn với nhau nha. Mấy bạn OG thì đừng có nhắn lộn với nhau. Làm ra. Em là dễ. Đêm nay mình là bảo gì? Như thường lệ mình sẽ bảo vệ giùm trước đi. Vỗ tay. Vì là số 1 là mà 8. Đúng không? Ok, mình sẽ bảo vệ Jimmy trước các bạn. Em nói công là Hi Ha lại không bảo vệ Jimmy, tại vì Jimmy là người quay với anh mà. Đó, quay bảo vệ luôn. Mà mình bị cắn rồi các bạn. Không hiểu nha. Các bạn coi mình chơi bảo vệ là hơi bị khủng liền. Thì các bạn luôn đó. Rồi, bây giờ chơi đàng hoàng nè. Quay. Hôm nay mình sẽ chơi đàng hoàng nha các bạn. Để coi. Mình khá là chắc kèo, mình không biết nào là sói. Lần đầu tiên đi ngủ mà. Giờ cũng chưa buồn ngủ, chắc ra khỏi giường đi làm tí đồ ăn rồi chứ. Phải ngủ. Cái gì nó chớp vậy? Chuyện mình tôi kể, có sói đừng cắn tôi. What? Thì mình nghĩ là đêm nay mình sẽ bị cắn, nhưng mà mình không biết là có thực sự là bị cắn hay không. Đây, con sói đang xin rồi. Biết con sói là ai nghĩ, có khi nào là hai người Buron và Hiha mọi người. Tại vì có hai bạn UG mọi người ơi. À, còn một bạn UG Sơn Đù nữa bạn. À, hôm nay Sơn Đù đã chơi quanh béo nè. Nên mình nghĩ là Hiha Buron thôi. Hết hồn luôn mấy má. Trời ơi, tưởng mình bị cắn chứ. Chuyện mình tôi cả. Ủa? Rồi. Gai Ghiêu đã chết. Ô. Gai Ghiêu đã chết. Nhân chắc chắn là thù hằn cá nhân. Đúng rồi. Ma sói. Thù hằn cá nhân. Anh Sơn, em nghe bảo anh Sơn là một người chơi rất là pro về game ma sói, nên em mong là anh Sơn hãy giúp tụi mình để tìm ra những con sói và giết nó anh Sơn à. Sau một video, như tập trước đâu có Jimmy đâu, đúng không? Sau một tập mà chúng tôi đã chơi với anh Sơn và chúng tôi biết được một cái gọi là một cái chiến thuật để chúng ta thắng được bình dân. Đây, để tôi nói nha. Bây giờ tiên tri, nếu mà tiên tri còn sống thì tiên tri sẽ lộ ra. Sau đó tiên tri sẽ nói ra hàng dân đầu tiên, thì chúng ta sẽ dọn ra hàng tiên tri đó cộng hàng dân. Ok chưa? Ta sẽ bỏ qua hai người đó từ từ. Sau đó bảo vệ sẽ bảo vệ hàng tiên tri lần nữa là dán sao. Hàng không, hàng bảo vệ sẽ lộ ra luôn. Sau đó là bảo vệ tiên tri. Và tiên tri soi thêm một người nữa. Giờ da ai nữa là coi như là da tổng cộng là da 4 người là có thể dọn ra luôn. Ủa lỡ đi qua tiên tri soi thằng Gaggy sao? Hết giờ rồi anh ơi. Đêm đầu tiên á, mình đã bảo vệ Jimmy rồi. Thì người tiếp theo á, Toku, nãy Toku nói Toku là tiên tri. Thì bây giờ mình sẽ bảo vệ Toku, nếu mà đêm sau mà bị cắn thì không ai chết, chắc chắn là Toku luôn các bạn ơi. Let's go. Ok.
một mình tôi kể. Gió bay gió đung đưa. Bây giờ tôi cũng nó sẽ đón nhầm người, nếu là ba người là ba tụi mình sẽ đồng lòng quyết tâm, đồng lòng quyết tâm. Thật là nghi ngờ quá đi mọi người à, tại sao Quy lại bên gà trong khi mình lỡ bỏ lộ, mọi người hiểu không? Thôi và tôi vẫn nghi hai thằng OG hơn mấy bạn ơi. Mấy con sói làm thịt đồng đội gì mà lâu dữ dội luôn á. Yeah. Tôi có em mà sói Huy ngu và Huy không phải là ma sói. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ dọn ra ba người. Gì? Chúng ta sẽ dọn ra. Ai chết đây? Cái gì? Yumi chết. Ui, Tichi là ai nhỉ? Là Tichi là đứa nào nhỉ? Đứa nào? Tichi là Toku. Toku ok. Bây giờ chúng ta nè, có 4 dân, đúng không? 4 dân, bây giờ chúng ta còn 4 dân, 2 con sói, đúng không? Thì bây giờ nè, thằng Huy và Toku, mình là bảo vệ. Đêm đầu tiên á, em bảo vệ Jimmy. Rồi, đêm tiếp theo á, là em mới bảo vệ em. Em sợ anh chết. Đêm sau là chắc chắn là bảo vệ Toku nè. Đúng rồi, chẳng rồi. Okay. Thì bây giờ đơn giản thôi, bây giờ là... bây giờ này, Bu và Toga còn lại, thì giờ là giết... Còn Huy đấm nữa. Không, Huy này vui là ngồi. Ôi, anh là dân thì em cũng là dân mà. Từ John anh vô luôn. Em có cách này hay. Đêm nay chúng ta không giết ai hết. Ok. Đêm nay chúng ta không giết ai sáng hết. Sáng nay hả? Sáng nay chúng ta sẽ không giết ai hết, đúng không? Sau đó đêm sau em bảo vệ anh Toku. Sau thằng Toku nó sẽ đi soi một người nữa. Rồi sau đó là chắc chắn luôn. Là chúng ta xua rồi. Ok. Chứ thế nào cũng ra. Nếu mà ra một thằng dân nữa là hai người còn lại là sói, còn ra một sói nữa là tự mình suy luận luôn. Ủa mà nếu mà đêm nay có người chết nữa thì game có thắng chưa? Chưa đúng không? Đêm nay có thể là tôi chết. Chưa. Ok. Nhưng mà ngày mình không có đai thì đêm mình sói một cắn với một người đó thì vẫn chưa xong. Không, nếu mà đêm nay treo cổ sai là coi như đêm sau thua đó. Đêm nay không biết ai hết. Vậy là sáng nay mình giết ai không hết. Không biết không nó giết ai hết. Cười vậy. Chiến thuật vậy. Nãy zone này là sói đâu. Em đang zone năng sơn. Rồi bây giờ em thằng Toku á, đêm sau á mày sẽ soi một là hai ba người còn lại, muốn soi ai cũng được. Bây giờ tụi mình chốt luôn, treo cổ một người thôi nhưng mà tụi mình cứu. Anh mèo nè. Rồi, mấy đứa chơi với anh nha. Rồi, tối nay tao chết thì à, cứ giết hai thằng còn lại nha. Đi ngủ thôi. Một mình tôi kể. Trời, đêm nay sống thoải mái luôn em ơi. Có nhạc gì không? Mở nghe cái coi. Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn. Sáng lên rồi. Game này rất khó mọi người. Game này rất là khó. Biết vì sao không? Bởi vì em tìm con sói rồi. Anh béo nè. Từ từ. Mọi người ơi. Tôi biết con sói cắn ai. Đêm vừa rồi con sói cắn tôi. Mọi người hiểu không? Mọi người hỏi tại sao lại tôi còn sống đúng không? Tôi hồi nãy tôi bảo vệ thằng Toku là để cho mọi người, để cho con sói nó tập trung vô là dán này tôi dán vừa rồi á, tôi bảo vệ thằng Toku nhưng thật ra là tôi bảo vệ tôi. Hay quá.
Trời ơi. Con sói ơi. Cái Hiên là thế là anh cũng nghĩ từ nãy rồi là Hiên là thế tạo thôi, bởi vì chắc là cái đấy mình cũng biết mà. Nó sẽ là khiến cho con sói nó sẽ nghĩ rằng là ok là bây giờ là mày bắt buộc phải cắn Hiên là vì đây này nó sẽ cắn con sói sẽ cắn Tiên Tri. Nhưng mà bây giờ nếu mà bây giờ mà sói nghĩ như thế á thì sói sẽ cắn Tiên Tri thật luôn, bởi vì là tỷ lệ để mà chiến thắng trong trận này của sói á là chỉ còn là cắn Tiên Tri thôi, bởi vì cắn bảo vệ thì Tiên Tri vẫn chỉ được sói. Thế nên á chắc chắn là trận này là Tiên Tri chắc là sói phải cắn Tiên Tri rồi. Nhưng mà Tiên Tri vẫn sống và Hiya nó bảo là đấy nó bảo vệ bản thân. Thì chúng ta nếu mà anh là sói nha, nếu mà anh là sói, anh sẽ cắn Tiên Tri, anh sẽ đánh cược vào cái tỷ lệ rất thấp là cắn được Tiên Tri. Chứ anh không bao giờ anh đi cắn Hiya hết luôn á. Ai đâu nó sao đến bắt sợ anh là sói ta. Tức là như vậy á, chứng tỏ ấy là Hiya và Toku hai đứa đó là sói. Không, em là bảo vệ solo luôn. Bây giờ á, nếu mà thằng Toku á nó nói thằng Huy ra thiệt là dân á thì mày hãy nói đi, giờ mày tin ai được thì mày tin. Gì là sao? Bây giờ mình chỉ cần vote sai một lần. Bố. Mình tỉnh mà rô, mình tỉnh. Ơ, anh đâu ra vậy? Ủa anh còn sống hả? Mới đi ế. Từ thế này em sẽ nói này. Nếu mà đêm qua mà sói ấy mà không giết được ai ấy, thì chắc chắn là Hia đã bảo vệ đúng rồi. Ừ. Bởi vì á em bảo vệ em nè. Đêm qua mà nếu đêm qua mà Tiên Tri giết được à không, nếu mà sói giết được Tiên Tri thì Tiên Tri sáng nay chết rồi, hiểu không? Thì nên là anh mới nói rằng là cái việc em còn sống bình thường. Thì anh mới bảo rằng á, anh mà là sói á thì chắc chắn là anh sẽ chọn đánh cược vào tỷ lệ là giết Tiên Tri, bởi vì Tiên Tri mà chết thì game này là nếu anh là sói thì anh sẽ còn cơ hội win. Nhưng mà bây giờ mà thế mọi người không, rõ ràng Tiên Tri vẫn sống thì rõ ràng là anh không phải là sói. Nếu mà anh là sói, anh đặt mình trong vị trí sói anh sẽ làm thế luôn á. Ừ. Và Hiya, okay. Hiya nó nói rằng là nó tự bảo vệ bản thân. Giờ vậy bây giờ thì ai? Tóm lại bây giờ xác định á là một là Toku là không phải là Tiên Tri và Toku là sói. Còn Hiya thì bây giờ anh vẫn đang nghi ngờ Hiya thêm cái vụ kia nữa. Bây giờ đấy. Rồi đây mọi người. Thấy hai đứa phù hợp với nhau rồi. Mọi người hiểu không? Mọi người nên tính á, nên biết được á là ông Sơn ông có thể tính được cái đường này trước và ông tìm một cái nào đó để ông lật tôi với hai thằng tiên tri với thằng bảo vệ được. Ok. Ông có thể tính được. Nè, vậy anh nghĩ đi, thằng nào là Tiên Tri với bảo vệ trong khi Toku nó khai nó đầu tiên. Thì bây giờ thì tôi có thể nói là bây giờ đang thể là nó là sói và nó đang nói thế để nó lộ Tiên Tri lộ ra, và có thể bây giờ trong hai người trên kia có thể là một Tiên Tri trên kia rồi. Tại sao nó phải làm lộ ra trong khi hai con sói để chứ? Đúng rồi, tại sao nó phải đặt cược như thế? Em thấy cũng không tin anh Sơn lắm. Bót luôn Sơn cho nó lại. Tạm biệt. Cái này là chết thiệt rồi nha anh Sơn. Là anh là dân thường và vừa nãy á là anh nói giải thích rồi, nếu mà anh là sói anh sẽ chọn cắn Tiên Tri, là Tiên Tri đang hiện tại là Toku, bởi vì nếu mà tỷ lệ thấp là Tiên Tri không được bảo vệ trong đêm hôm qua thì đến ngày hôm nay anh vẫn giữ nguyên cái thân phận của mình, nhưng mà Tiên Tri vẫn còn sống và anh là sói, anh sẽ không để Tiên Tri sống, hiểu không? Vì nãy em thấy Hiya khai cái đấy, em cũng Hiya khai cái đấy, em cũng nghi tại vì kiểu khai thần quá chết à. Mình là dân ngu mà mình cứ chơi thôi. Tao giết ông Sơn nhưng mà tao vẫn nghĩ Hiya là sói. Ai vừa giết bốt em sói. Em cũng nghi đó. Em giết này em giết chết Sơn nhưng mà vẫn nghĩ Hiya là sói. Không chừng là em với tôi cu chết. Con thằng cu cũng sống kìa, thằng đó là sói đấy. Ừ. Gà đúng không? Ủa? Đêm sau em chỉ soi thằng cuối là được rồi. Soi bu. Huy đứng cạnh tao mà. Soi bu. Soi tao đi, nếu mà không phải là sáng. Đừng nghĩ là bu, là mình sẽ cho thằng gà, cứu thằng gà. Để cứu thằng gà trước, sau đó mình sẽ... Không ta, khó nhờ. Oh shit. Còn cái cuối cùng là bu đúng không? Bu đúng không? Sói cuối cùng tên không, gì? Không phải bu là tô gà đấy. Đêm hôm qua sói cắn thằng Huy. Em định nó bỏ vệ thằng gà. Tại vì á em sẽ suy luận trong đầu á là nó sẽ không cắn hai tụi mình. Tại vì á để làm mất lòng tin của mấy thằng dân, hiểu không? Nên tao vừa chạy vô tới thằng gà. Tao chưa chạy được cục kim cương, tao quành lại tao cứu thằng Huy mà thằng Huy sống. Gà ơi, alo. Gáy đi mà kia.
chết cha rồi, kỳ cục vậy ta. Dạ, còn nói gì không? Ý dạ, chết cha rồi. Lời chẳng chối đi. Hình như có gì nó bị sai bạn ơi. Sai sao vậy, thích đi. Đi hết đi. Trời ơi, sao tự nhiên lỗi hiển thị à. Lỗi hiển thị à. Chết cha thôi. Sao ta? Sao ta? Tự nhiên đưa vô cái tình thế khó quá vậy. Hỏi mấy người trên thiên đàng phải không? Alo, phải không? Phải không? Được rồi cái này ơi. Càng Khánh kìa, đập tay kìa, đúng rồi. Em khai luôn nha, em với Buron là sói. Ghê vậy. À, để giết gà trước, giết gà trước. Buron gì vậy? Buron. Ủa Buron. Ôi. Buron cứ chạy vô trong cái. Bu vô nhà luôn. Tự nhiên đứng ở đây một tí, nó dắt anh vô giường, nó nói anh không phải sói, về ngủ tiếp đi. Ok, ủa vàng mọi người. Gà là số mấy à? Ba cái màu trắng. Màu trắng á. Số 6 hay màu xám hay màu trắng đấy. Tạm biệt mọi người nha. Tạm biệt. Anh Buron, lần sau tối mai nhớ cắn nha nha anh Buron. Ok. Xua kèo. Xua kèo. Treo cổ gà nè mọt. Tạm biệt mọi người. Mọi người. Anh Buron cẩn thận nha. Game chưa end, game chưa end. Em đổ dậy nè thấy chưa, em đổ dậy nè thấy chưa. Ngu đi. Tôi là dân cỏ. Anh em thấy sao? Anh thấy bỏ dậy được không? Gần đầu á cái kêu. Bỏ dậy. Bỏ dậy được không? Game là dễ. Bỏ dậy được không? Bỏ dậy được không? Khúc ấy. Tôi nói anh chọn nhầm cái khúc mà cái đồ hôm mà không chết không ai chết á, là anh chọn nhầm. Bây giờ mình là số 2 đúng không? Mình sẽ bảo vệ mình thôi. Nãy mình nói mình bảo vệ vậy thôi chứ để cho mấy con sói kia nó sẽ cắn mình, anh em hiểu không? Nó nghĩ là mình dán này là mình bảo vệ thằng Toku. Anh em hiểu không? Đó thì mình sẽ nói nó lật xíu, nhiều khi anh em thấy sai nhưng mà thật ra mình đúng đấy. Chứ mình tính cả rồi đấy. Hy vọng là mình đúng. Ôi chết. Anh cắn nhầm người rồi. Phan, tôi hỏi cái đêm qua là Hi Ha bảo vệ Quy đúng không? Ừ, vậy mà sao tu gà với Hi Ha không chết? Ok, bây giờ mình sẽ cắn ai ta? Bây giờ mình sẽ cắn... Bây giờ mình sẽ cắn Hi Ha Chobi là màu xanh nước biển. Quy đâu nhỉ? Nhầm, mình bảo vệ thằng tu gà với là số 6 đúng không? Bị gì? Lỗi rồi. Hi Ha không có bảo vệ Hi Ha. Đêm đó Hi Ha bảo vệ thằng gì mà sao Hi Ha không chết? Đêm qua mày giết Hi Ha. Hi Ha bảo vệ Quy. Thì đấy, vừa thấy tao đã lấy tướng coi tao cắn Hi Ha mà để hiểu sao không chết nè. Tao tưởng tao bảo vệ hay chứ. Nói không để tao nhìn. Bảo vệ hay liền.